cứu con Diệu đi ông. Con Diệu làm sao? Chỉ có một mình ông mới cứu con gái mình được thôi. Không thể nào nói bỏ là bỏ được. Em cảm nhận được á, Diệu vẫn có tình cảm với em mà. Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng vậy được. Mày không muốn kết thúc dễ dàng chứ mày muốn kết thúc làm sao? Hả? Giờ mày đi tìm Diệu hả? Mày quỳ lại mày khóc lóc người ta quay lại mày hả? Bao nhiêu đó mày chưa đủ buồn hả? Tao nghe hết rồi. Diệu nói là Diệu không yêu mày nữa, Diệu chia tay, Diệu quen Cường rồi. Đồng ý làm vợ anh nha.